Dạ vâng, xin chào quý khách hàng và quý nhà đầu tư của VN-Direct đã đến với chương trình nhịp đập thị trường ngày 9 tháng 11 năm 2021 ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Khôi Nguyên, là chuyên viên phân tích của Trung tâm Tư vấn Đầu tư ở VN-Direct, và đồng hành cùng với chương trình của chúng ta ngày hôm nay là anh Bùi Lê Văn, trưởng phòng quản lý tài sản của VN-Direct, sẽ giúp quý khách hàng trả lời những thắc mắc, những câu hỏi của mình về cơ hội đầu tư cũng như là về xu hướng và diễn biến của cổ phiếu, nhóm ngành hay là thị trường chung. Thì trước khi được bắt đầu chương trình ngày hôm nay thì em xin phép được chia sẻ về khóa học D-Trade, là khóa học trực tuyến của VN-Direct sẽ giúp các nhà đầu tư nâng cao cái khả năng giao dịch, tìm kiếm những cái cơ hội đầu tư có hiệu suất tốt trong ngắn hạn. Thì em xin phép được để đường link ở phần chat lên D-Academy của VN-Direct ở đây để các anh chị có thể tham khảo thêm về khóa học ạ. Dạ vâng, như thường lệ thì chương trình của chúng ta sẽ gồm có 3 phần trong ngày hôm nay. Phần thứ nhất sẽ là phần điểm qua lại diễn biến của thị trường ngày hôm nay. Phần thứ hai sẽ là phần chia sẻ của chuyên gia về diễn biến thị trường, xuống một số nhóm ngành cũng như là một số cổ phiếu tiêu biểu. Và phần cuối cùng của chương trình sẽ là phần hỏi đáp với cả khán giả. Em xin phép được bắt đầu phần đầu tiên của chương trình ngày hôm nay với chia sẻ về diễn biến của thị trường ngày hôm nay ạ. Như các anh chị có thể thấy ở trên màn hình của em đây, thì VN Index hôm nay của chúng ta là giảm 6 điểm từ 1461 xuống 1461.50 điểm ngày hôm nay, với mức thanh khoản khá là lớn, 29.987 tỷ. Nhỏ hơn so với hôm qua nhưng vẫn là một mức thanh khoản khá là khích lệ so với cả thời điểm 1 hay là 2 tháng trước. Chúng ta có thể thấy ở trên biểu đồ ngày hôm nay thì phiên buổi sáng mở cửa có tăng điểm, nhưng sau đấy thì áp lực giảm điểm xuất hiện. Mặc dù vậy thì sắc xanh vẫn được chỉ như thế cho đến hết 11 giờ sáng, nhưng sau đấy đến buổi chiều thì chúng ta có thể thấy là áp lực bán bắt đầu xuất hiện quanh ở cái vùng 1465-1466 để index tiếp tục giảm điểm về đến mức 1461 trong ngày hôm nay. Nếu chúng ta nhìn cụ thể hơn vào Market Watch thì ở đây chúng ta có thể thấy một số những diễn biến của các nhóm dẫn dắt thị trường, thì có cổ phiếu Vinhomes, cổ phiếu DIG hay là cổ phiếu KBC, là những cổ phiếu bất động sản là đã có hôm giảm rất là mạnh vào hôm thứ tư, thứ năm tuần trước, đã đóng góp rất là tốt và rất là tích cực vào cái mức tăng điểm của index ngày hôm nay. Ngoài ra thì chúng ta có một số mã ngân hàng cũng đóng góp tốt vào cái mức tăng điểm, như là HD Bank hay là CTG Công Thương ngày hôm nay đóng góp khá là tốt vào cái mức tăng điểm của index. Ở chiều ngược lại thì chúng ta có thể thấy là sự phân hóa là đang diễn ra trong nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, khi chúng ta thấy một số cổ phiếu giảm điểm mạnh như là GAS, Masan, Vietcombank, SHB hay là BIDV trong ngày hôm nay. Thanh khoản của ngày hôm nay mặc dù là thấp hơn so với cả phiên hôm trước nhưng vẫn giữ được trên mức 1 tỷ đô một phiên, để cho thấy là dòng tiền vẫn đang chảy rất là tốt vào các cổ phiếu ở trên thị trường. Một điều khá là khích lệ nếu mà chúng ta so sánh với cả thời điểm 1-2 tháng trước, khi nhiều phiên thanh khoản còn không được nổi đến 20.000, 18-20.000 tỷ một phiên. Thì hiện nay thì việc thanh khoản trở lại trên 28.000 tỷ một phiên mà không bị kẽn lệnh là một điều khá là vui mừng. Ở độ rộng thị trường thì chúng ta có thể thấy là cả số mã tăng điểm ngày hôm nay chưa bao giờ hơn 40% cả. Để chúng ta có thể thấy là cái số mã tham chiếu hay là số mã giảm điểm rất lớn, để cho thấy là cái áp lực chốt lời rất là mạnh. Ở đây chúng ta có thể thấy là phiên buổi sáng lúc 9 giờ 15 là lúc thị trường tăng điểm, thị trường có số mã tăng điểm tốt nhất, nhưng sau đấy thì càng về cuối và càng đến chiều thì số mã tăng điểm ngày càng giảm. Bản đồ khối ngoại hôm nay thì chúng ta có thể thấy là khối ngoại mua dòng vào 8 tỷ. Chủ yếu là khối ngoại mua dòng cổ phiếu Hòa Phát, làm cổ phiếu đã bị bán khá là mạnh bởi khối ngoại trong thời gian gần đây. Ngoài ra một số cổ phiếu khác được khối ngoại mua vào như là Vinhomes được mua 85 tỷ, hay là Công Thương 94 tỷ, STB 36 tỷ. Ở chiều ngược lại thì đất xanh là cổ phiếu bị bán dòng mạnh nhất, bị bán dòng 92 tỷ, sau đến Masan là 91 tỷ, và đến cổ phiếu Novaland bị bán 79 tỷ. Quay lại với cả diễn biến của thị trường ngày hôm nay thì chúng ta có thể thấy là VN30 hôm nay là có phiên giảm điểm 8,5 điểm, trong ngày hôm nay là giảm 0,56% xuống mức 1.527, với mức thanh khoản cũng khá là lớn, 10.500 tỷ. Và nếu chúng ta nhìn cụ thể kỹ hơn vào VN30 thì chúng ta có thể thấy là trong VN30 đang có cái sự phân hóa diễn ra, khi mà cái số mã giảm điểm ngày hôm nay lớn hơn rất là nhiều so với cả số mã tăng điểm. Cụ thể ở đây là chúng ta có thể thấy là số mã tăng điểm của VN30 hôm nay là có một số ngân hàng như là HD Bank, Sacombank hay là Công Thương, MB Bank hay là ACB. Ở chiều ngược lại thì một số ngân hàng mặc dù là có diễn biến khá là tích cực trong thời gian vừa dựng diễn biến tích cực về mặt kỹ thuật như là BIDV, hay là VP Bank hay là Vietcombank là đều có mức giảm điểm ngày hôm nay. Chúng ta có thể thấy ở đây là ngoài nhóm ngân hàng ra thì nhóm trụ thứ hai ở trên VN30 đó là nhóm Vingroup, thì hôm nay là Vincom Retail là giảm 1,5%,
xuống 30.4. Cổ phiếu VIX giữ nguyên ở mức 94.9 và cổ phiếu Vinhome giờ hôm nay tăng nhẹ lên 83. Nhóm thứ ba, nhóm trụ thứ ba ở trong nhóm VN30 đó là nhóm thực phẩm đồ uống. Thì chúng ta có thể thấy là Sabeco hôm nay tiếp tục tăng điểm lên 174. Có cổ phiếu Vinamilk ngày hôm nay là giảm 1.1% xuống 89.8 và Masan ngày hôm nay là cổ phiếu trong nhóm thực phẩm đồ uống là giảm mạnh nhất, giảm đến 2.8% xuống 147.8 trong ngày hôm nay. Vừa rồi cũng là phần tổng hợp lại diễn biến của thị trường ngày hôm nay. Thì em xin phép được nhường lại mic để cho anh Văn tiếp tục với cả phần phân tích thị trường và diễn biến của thị trường ngày hôm nay ạ. Em xin mời anh Văn. Xin chào Nguyên và chào mọi người. Thì cũng lâu rồi mới online và chia sẻ với mọi người. Thì trong ngày hôm nay thì thị trường thì cũng bắt đầu là phân hóa rất rõ ràng. Thì mọi người có thể là thấy là ở trong cái trạng thái hiện tại thị trường đó thì ví dụ như mình các bạn thấy là khoảng thứ tư tuần trước, thứ tư hoặc là đúng là chính xác thứ tư tuần trước thì nó có một hiện tượng là nhóm ngân hàng bắt đầu là dòng tiền bắt đầu quay trở lại và kích hoạt. Thì ở đó thì các bạn sẽ thấy hiện tượng là nhóm bất động sản bị chốt lời hàng loạt. Khi mà nhóm bất động sản bị chốt lời hàng loạt thì câu hỏi đặt ra là sẽ là thị trường dòng tiền tiếp tục ở nhóm bất động sản hay là bắt đầu chuyển dịch sang nhóm ngân hàng hay là dòng tiền đi qua một nhóm khác. Thì đây thì mình sẽ có một cái sơ bộ mình đánh giá mình gửi cho mọi người là đây ví dụ như đây là nhóm cổ phiếu bất động sản đi, thì các bạn sẽ thấy ở đây là T cộng 4. Thì các bạn sẽ thấy là nhóm nào vẫn còn tăng giá thì chứng tỏ là dòng tiền ở đó vẫn còn, đúng không? Nếu mà ở đây ví dụ đây mình quét nhóm bất động sản thì các bạn sẽ thấy ví dụ như là một số cổ phiếu có thanh khoản cao như là CO thì các bạn thấy là ok, dòng tiền vẫn vào và đang tăng lên. Thực sự là các bạn thấy dòng tiền vẫn vào và đang tăng lên, đúng không? Còn nếu như những cổ phiếu mà kém, ví dụ mình quay dưới cổ phiếu thanh khoản cao như là VRE đi, thì các bạn thấy là dòng tiền bị chốt lời bán ra. Nhóm ngành vẫn tăng lên nhưng mà bị chốt lời bán ra và không vượt. Thì đây là một cách đơn giản nhất để các bạn phân loại là tiền có vào nhóm bất động sản nào sau một cái phiên kích hoạt như thế. Thì đây các bạn sẽ thấy là có khá nhiều cổ phiếu mà các bạn lưu tâm như là VIX nè, chuyển đầu giảm nè, Dreamhouse chuyển đầu giảm nè, rồi học như là Novaland Red Alpha nè, đúng không? Thì các bạn thấy Novaland nè, Red lên là xong giảm xuống. Thì vậy là các bạn nên tập trung nhóm cổ phiếu bất động sản như là cổ phiếu nào. Thì đây ví dụ như ở đây theo chart thì có Đất Xanh vẫn đang tăng, Đất Xanh đồng tiền vẫn đang vào sau một cái phiên giảm mạnh mẽ của ngày 3 tháng 11. Là 3 tháng 11 thì mình nhớ không lầm là khoảng thứ tư trước. Thì đây là cách các bạn check ra là những nhóm cổ phiếu nào đang tăng mạnh của nhóm bất động sản. Thì sau khi chốt xong cổ phiếu bất động sản các bạn sẽ biết là phân hóa xong thì các hàng nào tiếp tục. Ví dụ HV đi, HV là cổ phiếu cũng liên quan đến quản lý và khai thác đường bộ Hải Vân. Thì càng này cũng liên quan đến bất động sản xây dựng cơ sở tầng các kiểu, thì quản lý và khai thác công trình đó. Thì đây là cái cách để các bạn xác định là đối tượng nào là đối tượng các bạn nên sau khi bất động sản phân hóa thì thằng nào vẫn tiếp tục tăng và thằng nào giảm số. Thì đây ví dụ ở đây có một câu hỏi của bạn liên quan đến Hà Đô đi, một bạn trong đó có hỏi mình là Hà Đô thì ở đây HDG đâu. Thì đây các bạn sẽ thấy HDG sau cái phiên mà ngày 3 tháng 11 vừa rồi thì Hà Đô có hồi lên nhưng mà cái dòng tiền vào rất yếu và hầu như là trạng thái là vẫn đang bán. Thì chứng tỏ một điều là dòng tiền của doanh nghiệp này càng ngày càng suy yếu và có khả năng là nó sẽ thậm chí là điều chỉnh và có thể giảm luôn. Thì các bạn lưu ý trạng thái này. Rồi đến cái nhóm thứ hai, khi các bạn quan sát ví dụ mình bật một cổ phiếu nhóm ngân hàng đi, ngân hàng mình phân loại cho các bạn thấy thì thằng nào vẫn tiếp tục tăng. Thì bạn làm T+4 nè, phiên đó ngân hàng bắt đầu tăng lên, đúng không? Thì bạn thấy ở Liên Việt Bóp Bank ok bắt đầu lên, Liên Việt Bóp Bank ngay điểm mốc đó bắt đầu lên từ ngày 3 tháng 1 bắt đầu lên rất tốt. Rồi nhóm thứ hai, cổ thứ hai là An Bình Bank tăng rất tốt. Đây An Bình Bank từ ngày đó vẫn tăng, đã tăng bắt đầu vượt nè. Các bạn thấy nó vượt những cái vùng cản ngắn hạn. Đây là những cái vùng cản ngắn hạn của An Bình Bank nè. Đó, và giá đang vượt lên. Thì đây là cái điểm mốc để các bạn hình dung tăng giá của An Bình.
Rồi cổ phiếu tiếp theo ví dụ như HD Bank luôn đi, bạn thấy HD Bank cũng đang là cái vùng cản của MA50 và bắt đầu hình thành đà tăng trở lại. Ngoài ra thì có như OCB đang ở trên, OCB ở trên này, hoặc là cổ phiếu như là BVB, ok, nhịp này dễ hình thành đà tăng. Nhưng những cổ phiếu yếu của nhóm ngân hàng là gì? Cổ phiếu các bạn sẽ thấy là ví dụ như VBank nè, suy yếu nè, sau khi nó bắt đầu suy yếu trở xuống, bắt đầu không bứt phá được mà quay đầu giảm xuống, thì trạng thái này nó hình thành dòng tiền nó suy yếu luôn, dòng tiền suy yếu luôn. Vậy các bạn phải đi kiếm những gì, đi kiếm những trạng thái mà đó. Kịch bản là T cộng 3, T cộng 4 rồi nó vẫn tăng giá, vẫn mạnh mẽ, thì đó là phương án để các bạn giao dịch. Ví dụ hôm nay SB là giảm sàn đúng không, SB hôm nay giảm khá mạnh nhưng các bạn vẫn thấy là chậm tiền, thực ra nó vẫn nằm ở đây, nó vẫn nằm ở đây và hoàn toàn các bạn có thể chờ mua SB đó. Sau khi xem xét hai nhóm nó xong thì thực ra các bạn sẽ có câu trả lời về nào. Sau phiên VN-Index ngày 3 tháng 11 xong, 3 tháng 11 là ngày này và là ngày mà giảm mạnh của bất động sản, thì hiện tượng thị trường sẽ phân hóa theo kiểu là tiền sẽ vẫn ở lại ở một số cổ phiếu bất động sản nhất định, và sau đó phần thứ hai sẽ luân chuyển sang cũng có nằm ở một phần ở nhóm ngân hàng, chỉ một số thôi. Vậy phần lớn nó đi đâu, các bạn phải bắt đầu phần lớn nó đi đâu, thì bạn đã bắt đầu kiểm tra là trong giai đoạn vừa qua những cổ phiếu nào để những cổ phiếu mà tăng mạnh mẽ, những cổ phiếu tăng mạnh mẽ trong giai đoạn vừa qua, thì cái đó mới là cái mà mình cần quan tâm. Thì ở đây thì khi mà mình kiểm tra kiểu là đặc thù của nhóm ngành đó, thì mình thấy là như từ thứ hai đến bây giờ, nhóm cảng biển tăng. Ví dụ các bạn bật CMDF thì các bạn thấy là hai phiên liền sẽ bật từ 50, từ vùng là vùng trước đó đóng cửa của tuần trước là khoảng 51, 50.5, 51 đến bây giờ là 54.5 và vượt đỉnh, thì chứng tỏ một điều là dòng tiền bắt đầu vào nhóm cảng biển. Thì các bạn bắt đầu kiểm tra tuần tự thôi các cổ phiếu trong nhóm cảng biển là đây, thì mình sẽ bật cảng biển cho các bạn thấy để coi là dòng tiền nó có kích hoạt ở đây không. Cảng biển đây, thì khi các bạn kiểm tra T cộng vừa rồi thì các bạn thấy là ví dụ T cộng 4 luôn đi, cũng là 4 ngày qua thì các bạn thấy là STG tăng rất mạnh, là cổ phiếu cảng biển. Thằng này thì thằng mẹ của Sawako nha, đây là nhóm liên quan đến công ty mẹ của một công ty cảng biển là Sawako, thuộc nhóm ngành vận tải kho bãi và cảng biển, thì mình hay nói chung là cảng biển đi. Thì STG tăng rất mạnh, xe liên tục và các bạn có thể thấy là đây tăng 23% trong 4 ngày vừa qua. Cổ phiếu thứ hai liên quan đến ví dụ như là VNF đi, là vận tải đi, vận tải Vina Freight này cũng tăng rất là mạnh đúng không, các bạn thấy nó tăng rất mạnh. Thì các bạn dần dần các bạn sẽ thấy là ok, dòng tiền bắt đầu luân chuyển, và hôm nay thì bắt đầu bùng nổ DSP, một cổ phiếu cảng đặc xá ở ngoài Hải Phòng. Rồi tiếp tục là VSC, tăng rất mạnh, là cổ phiếu cảng Greenship Greenviv ở ngoài Hải Phòng đấy, thì đang vượt cản nè. Thì trong một báo cáo đánh giá của một công ty chứng khoán có chia sẻ là VSC thì đang là tăng vốn và cái câu chuyện tăng trưởng lợi nhuận của VSC nó đến từ hai cái. Thứ nhất là doanh nghiệp bắt đầu là tập trung vào tiết giảm chi phí vận hành, và đúng là chi phí vận hành của VSC ngày càng giảm hơn. Thứ hai là khả năng tăng doanh thu và lợi nhuận của VSC có, nên dẫn đến là đà tăng trưởng lợi nhuận của VSC bắt đầu mạnh mẽ trở lại. Thì các bạn thấy là về dài hạn VSC vẫn đang là trong một xu hướng tăng rất lớn và theo chu kỳ của ngành cảng biển, và ngắn hạn thì VSC đã vượt những cái vùng đỉnh mà đã thiết lập khoảng tháng 8 tháng 9 vừa qua để thành một đà tăng giá mạnh. Đó là một, là tiếp tục như là TCL đây, TCL thì đang bắt đầu bứt phá nè, các bạn thấy hầu như các chạc cổ phiếu của nhóm cảng biển đều đang bắt đầu bứt phá và thành xuống tăng hết. Thì khi mà mình chia sẻ như vậy xong, các bạn thấy ít ra là ý là nhóm cảng biển bắt đầu có sóng, thì các bạn thấy trong T cộng 4 thì hầu như tất cả cổ phiếu nhóm cảng biển đều tăng hết, tất cả nhóm cổ phiếu cảng biển đều tăng hết. Vậy mình sẽ đi kiểm tra một nhóm cuối cùng, là tại vì mình check thôi,
mình đã kiểm tra trước rồi nên mình chia sẻ là một ví dụ Đạm Phú Mỹ. Đạm Phú Mỹ vẫn đang uptrend. Vậy nó đến từ đâu? Đạm Phú Mỹ hoặc DCM vẫn tăng thì đến từ đâu? Đến từ việc là Nga vừa ra một công bố thông tin. Nga vừa, đây mình sẽ kiểm tra lại cái phần tin nhắn đó, cái link đó để mình chia sẻ với mọi người. Nga giới hạn lượng phân đạm xuất khẩu, dự kiến giá phân bón thế giới tăng sốc. Thì cái câu chuyện này liên quan đến việc là nhu cầu, cung và cầu của sản phẩm. Thì lượng cung ngày càng giảm hơn và Nga chiếm khoảng 10% nha. Thì nếu lượng cung giảm thì liên quan đến việc các bạn phải check được là phân bón thì có ai xuất khẩu nhiều và nó tác động như thế nào là đến giá bán. Thì các bạn thấy là ít là Đạm Phú Mỹ hoặc là Đạm Cà Mau á sẽ có tác động đây và lại là một cơ hội tiếp tục xuất hiện cho các bạn. Đấy, thì mình chia sẻ sơ lược như thế. Còn đối với nhóm hóa chất thì mình sẽ review sau, và bây giờ đó là tổng hợp những gì mà mình đánh giá được từ thứ tư tuần trước cho đến bây giờ để mọi người có một cái góc nhìn về cơ hội giao dịch của bạn xuất hiện ở đâu. Ăn xong phần review thị trường rồi, Nguyên ơi. Vâng, em xin cảm ơn anh Văn vì với phần nhận định thị trường cũng như xu hướng một số nhóm ngành tiêu biểu như anh Văn có nói, nhóm ngân hàng, nhóm cảng biển vừa rồi. Trước khi được chuyển sang phần tiếp theo thì em xin phép được chia sẻ lại với những anh chị vừa tham gia với cả buổi nhịp đập thị trường ngày hôm nay về cái khóa học đi trade của VN Direct. Như các anh chị có thể thấy ở trên màn hình, đó sẽ là khóa học trực tuyến với cả các chuyên gia để giúp các nhà đầu tư có thể nâng cao cái khả năng giao dịch. Thì em xin phép được để đường link ở phần chat để các anh chị có thể tiện tìm hiểu thêm. Đó là đường link đến D Academy của VN Direct ở đây để tìm hiểu thêm về khóa học đi trade này ạ. Dạ vâng, bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần hỏi đáp với cả chuyên gia. Thì em xin phép được bắt đầu luôn với câu hỏi đầu tiên của ngày hôm nay với anh Văn, đó là anh Văn có thể đưa ra khuyến nghị với cả điểm mua cho cổ phiếu TNG không ạ? TNG, ok, để em check. Thực ra các bạn mà muốn mà kiểm tra TNG nó có được hay không á, thì bạn ngoài kiểm tra TNG các bạn phải coi gì? Các phải coi nhóm cổ phiếu cùng ngành. Ví dụ riêng mình coi cổ phiếu TNG xong, mình sẽ đánh giá liền được một điều luôn á, là cổ phiếu này là thường xuyên chạm cái vùng cản ở trên này nè. Nguyên có thấy không, chạm vùng cản ở trên này thường xuyên bị bán xuống. Thì dẫn đến là cái lực cung tương đối đúng không? Lực cung tương đối là cứ chạm vùng cản trên này là bị bán xuống. Vậy mình nếu mà là việc là người là phân tích dữ liệu và hành động theo dữ liệu thì mình thấy là vùng này không được, không phải là vùng giao dịch thích hợp. Và nếu mà muốn kỹ hơn thì mình sẽ xem xét các nhóm ngành của nó, ví dụ như là GIL vượt cản bật lên đang test lại cổ phiếu này hay, hoặc là cổ phiếu như là TCM cũng đang hình thành đà tăng ngắn hạn. Rồi STK thì sao? STK đây cũng là đang xuống tăng ngắn hạn, nhưng mình cảm thấy là nó bị yếu dần dần, đúng không Nguyên? Em có cảm thấy là nó yếu dần dần không? Đúng rồi. Bởi hành thế nên dẫn đến là cái động lực hoặc là dòng tiền hiện tại của thị trường đối với nhóm dệt may này sẽ là suy yếu. Nên là hỏi là cái cơ hội yêu ở TNG có hay không? Ngắn hạn không có. Dòng tiền nó đang suy yếu, trừ khi là nó lại thể hiện một cú là rebalance, tức là tái cơ cấu lại danh mục của trên thị trường và nó muốn chuyển hướng sang câu chuyện ở TNG hoặc là nhóm dệt may, thì cái động lực tăng giá tiếp theo của nhóm dệt may nó mới mạnh mẽ được. Đó là xong câu hỏi về TNG. Vâng ạ. Tiếp theo chúng ta có câu hỏi về một số cổ phiếu chứng khoán. Nhà đầu tư Lâm Bảo Khuyên muốn tư vấn về điểm mua cho các cổ phiếu chứng khoán nhỏ hơn như là CTS hay là ORS ạ. Ok, CTS thì phải thừa nhận chứng khoán thì phải nói mạnh nhất là VND. Mình nói thật mạnh mọi người luôn, hãy tập trung một cổ phiếu mạnh nhất. Ví dụ ở đây mạnh nhất là VND. Và VND thì sau khi vượt vùng 55-56 đúng không? Vừa vùng 55-56 hình thành uptrend trở lại thì VND đã tăng được gần 15 giá trong ngắn hạn và các bạn thấy tăng liên tục. Thì VND là vô đối rồi, vậy tiếp theo sau vô đối là ai? Thì sau vô đối thì các bạn hoàn toàn bắt đầu là đi kiểm tra nhóm tăng mạnh nhất thôi. Ví dụ nhóm mình kiểm tra là những cổ phiếu mà tăng mạnh nhất trong nhóm chứng khoán đi, thì mình sẽ liệt kê ra cổ phiếu tăng mạnh VND nè, thứ hai VCI nè. VCI cũng đang vào đà tăng, nhưng mà đà tăng giá thì cũng là mô hình tương tự như VND thôi, nhưng mà cái mức độ tăng giá nó không bằng. SHS đi cũng là đang đà tăng giá nè, ngắn hạn đang tăng nè.
Thì ở đây bạn hỏi về cổ phiếu CTS. CTS cũng đang là bứt phá rất là mạnh mẽ, bứt phá rất mạnh mẽ và không có điểm mua. Tức là ở đây á, các cổ phiếu chứng khoán đa số là đều đang tăng, dốc đứng hết, đang tăng có độ dốc rất mạnh. Nên các bạn chỉ là ưu tiên là nắm giữ thôi. Còn điểm mua thực sự là hôm nay, ví dụ hôm nay thì may ra có điểm mua cổ phiếu BSI là do là có sau một đà tăng mạnh mạnh nhất. Đây mới là cổ phiếu tăng mạnh nhất, tăng sớm nhất từ đầu tháng 10 đến giờ. Thì hiện tại nó đang retest lại thì hoàn toàn các bạn có thể thấy là nó vượt ra ngoài band thì nó đi trở lại và nó chờ cái tăng tiếp thôi. Còn đối với các cổ phiếu khác như là FTS đi, thì cũng y chang như vậy thôi, đang retest. Những cổ phiếu nào retest được thì các bạn sẽ chú ý để các bạn chờ điểm mua. Thì ở đây retest được có BSI nè, FTS nè, đó để các bạn chờ. Còn đa số là ngoài ra thì có một thêm cái case rất là hay là cổ phiếu này mới hình thành bật lên vượt cản thì mới hình thành cái đà test luôn ngay trên cản, thì các bạn hoàn toàn có thể follow cây ORS là được. Đó là những cổ phiếu mà chứng khoán thì mình thấy là các bạn có thể là chờ để mua được, để các bạn mua. Dạ vâng. Tiếp theo là chúng ta có câu hỏi về một cổ phiếu nhóm đường, đó là cổ phiếu LSS ạ. LSS thì thực ra là mình có review về nhóm ngành đường này trong khoảng là quý 3 vừa rồi. Trong quý 3 vừa rồi và giá đường thế giới vẫn đang lên và nhu cầu quý 4 ở Việt Nam cũng rất nhiều. Thường quý 4 của Việt Nam á, nó liên quan đến nhu cầu về hàng lương thực thực phẩm rất là nhiều và nhu cầu đường cũng rất khá. Thì mình từng chia sẻ một câu chuyện là nếu doanh nghiệp nào mà sử dụng hàng tồn kho mà đường càng ngày càng nhiều á, thì dẫn đến biên lợi nhuận cục của nó sẽ càng cao, tại vì nó hưởng lợi về giá bán và nó thúc đẩy cái lợi nhuận tăng trưởng, nó thúc đẩy giá. Và LSS thì mọi người thấy là nó hình thành cái đà uptrend từ tháng 8 cho đến bây giờ. Thì khi mà kiểm tra lại thì các bạn thấy hoàn toàn đây là một xuống tăng rất rõ ràng, vì của bạn là follow theo xuống tăng thôi. Còn nhịp điều chỉnh, còn hiện tại hỏi là mua được LSS hay không ấy, thì các bạn nên chờ cái nhịp điều chỉnh nó xuất hiện. Vì ở đây bắt đầu xuất hiện nhịp điều chỉnh thì các bạn chờ điều chỉnh nó thật sự xảy ra đi thì các bạn follow theo trend này được. Tại vì dòng tiền nó cũng có, xu hướng nó cũng có, thì việc của bạn còn là chờ để mua hợp lý để các bạn có thể kiếm được tiền. Vâng, tiếp theo chúng ta có câu hỏi điểm mua cho cổ phiếu LAF ạ. Là Fulton. Cổ phiếu LAF này liên quan đến, thực sự mình thấy nó thanh khoản thấp nha, mình sẽ chia sẻ mọi người. Thanh khoản thấp thì các bạn nhìn vào chu kỳ giá thì chu kỳ giá vẫn đang lên. Thì đối với trường hợp này các bạn phải thừa nhận một điều là tính chất đầu cơ của cổ phiếu này sẽ là hạn chế. Tại vì thanh khoản quá thấp nó không phù hợp cho các bạn giao dịch. Thanh khoản quá thấp không phù hợp cho các bạn giao dịch. Nên hãy lưu ý khi đầu tư vào cổ phiếu LAF. Đó, thì xuống giá lớn thì vẫn đang lên, còn ngắn hạn thì đang trong vùng điều chỉnh. Nhưng mà đây không phải là một cây mà mọi người nên, mà mọi người ưu tiên giao dịch. Đây không phải là cơ hội gì, tại vì thanh khoản quá thấp. Vâng, ngoài ra nhà đầu tư Chí Minh cũng có câu hỏi về điểm mua cho cổ phiếu công thương CTG. CTG mọi người sẽ thấy vậy nè. Nếu mình để đây thì mọi người thấy là nó vượt vùng đà giảm trung hạn rồi, ban bắt đầu hồi phục đúng không? Thì mình nghĩ là cơ hội nó sẽ xuất hiện. Vậy các bạn hãy để ý nè. Đây là vùng đỉnh tháng 8, đây là vùng đỉnh tháng 9. Tháng 8, tháng 9 nó có những vùng đỉnh nhất định. Thì các bạn bật cái chỉ số gọi là chỉ số của nhóm ngành ngân hàng là VNFinlist, là các bạn thấy đây là một đồ thị của nhóm ngành ngân hàng. Thì khi mình nhìn vào đây thì các bạn thấy là tháng 8 có một đỉnh. Và nếu mà check chỉ số chung á, kiểm tra chỉ số chung thì mình thấy là nhóm ngân hàng đang có cái gì? Đang có những cổ phiếu nó đi theo cái đà này của chỉ số VNFinlist, VNFin, chỉ số VN ngân hàng. Nhưng mà riêng CTG nó lại đang thấp hơn rất nhiều. Và vấn đề là mình sẽ làm một cái so sánh đi. Mình so sánh ở dưới đây, mình sẽ để là VNFin. Rồi mình để, đây là VNFin, mình để so sánh cho mọi người. Và đây là bắt đầu mình quay qua mình coi các cổ phiếu ngân hàng. Thì bạn sẽ đi kiểm tra những cổ phiếu ngân hàng nào nó thỏa cái điều kiện như ở dưới đây của nhóm này, là bắt đầu tiếp cận hoặc vượt đỉnh tháng 8. Tiệm cận là một đỉnh tháng 8, các bạn so sánh như vậy các bạn sẽ ra. Ví dụ ACB thấp hơn so với đỉnh tháng 8. Thấp hơn so với đỉnh tháng 8. Rồi BIDV,
đang bắt đầu vượt vượt bắt đầu vượt đúng không? Hôm nay cũng suy yếu và chưa vượt được đỉnh tháng 8. CTG thấp thấp, HD Bank cũng đang thấp luôn, MBB thấp luôn, LV Bank thấp, SB thấp, khá nhiều cổ phiếu thấp. Thậm chí TCB, mọi người nhớ là cái vùng mình đã chia sẻ rất nhiều lần, TCB đây là cái mô hình của TCB này. Một đỉnh, hai đỉnh, ba đỉnh chạm vùng cản tháng 8 này. Đó thì chưa qua, thì khi mà bạn tiếp tục coi Tin Phong, Tin Phong cao hơn và Tin Phong đang trong giai đoạn điều chỉnh. VCB không có gì, VB thì vượt qua đang test lại, VB cũng chưa có gì luôn, Liên Việt chưa có gì, OCB là hấp dẫn, An Bình là hấp dẫn, rồi MSB là hấp dẫn, rồi NAB là hấp dẫn, BVB cũng hấp dẫn, rồi Kim Long Bank cũng hấp dẫn. Thì khi mình liệt kê như vậy thì các bạn thấy là ít ra các bạn sẽ note được một số cổ phiếu đang mạnh hơn, đang mạnh và nổi bật trong nhóm ngành ngân hàng khi mà so sánh với chỉ số này đúng không? Đó là cách mà các bạn lựa chọn những cổ phiếu mạnh hơn trong cùng một nhóm ngành để các bạn giao dịch. Dạ vâng. Tiếp theo chúng ta có câu hỏi về một cổ phiếu chứng khoán khác, thì anh Văn có thể xem giúp nhà đầu tư điểm mua cho cổ phiếu APS được không ạ? Chứng khoán APS à? Đây là cổ phiếu tăng rất mạnh trong thời gian vừa qua. Hiện tại thì nếu như mình nói thật với mọi người, giờ này các bạn tốt nhất là nên kiếm nhau cổ phiếu chứng khoán khác đi. Chứ cổ phiếu mà tăng trong vòng khoảng thời gian từ tháng 8 đến giờ mà tăng khoảng 4 lần mà các bạn vẫn đeo đuổi thì nó phải có cái cú đột biến gì về câu chuyện kinh doanh lắm nó mới tăng mạnh như thế này. Còn không á, ở trên đây các bạn mà nhìn không khéo á thì bạn sẽ bị là người đổ bỏ rất dễ. Thì các bạn phải lưu ý chuyện này, tức là cổ phiếu tăng mạnh ok mình nên follow cổ phiếu tăng mạnh, nhưng khi mà nó tăng rất nhiều lần rồi thì mình phải kiểm tra lại fundamental của nó thật sự là nó có thay đổi gì về chất hay không, nó có thay đổi gì về chất hay không, tức là năng lực cạnh tranh, khả năng tạo lợi nhuận gì đủ mạnh không. Đó thì mình ưu tiên như thế. Thì mình chưa có kiểm tra cơ bản của ABS nhưng mình thấy là tăng 4 lần rồi thì các bạn nên thận trọng. Vâng, ngoài ra nhà đầu tư Như Quỳnh cũng có câu hỏi về nắm giữ, xu hướng nắm giữ về cổ phiếu DHC và cổ phiếu Long Hậu ạ. DHC tuyệt vời. DHC tuyệt vời và các bạn nên chờ đi, nó sẽ có một điểm bùng nổ cho các bạn. Sớm không sớm thì một trong tuần này. Nó sẽ có một điểm bùng nổ vượt cái này luôn cho các bạn. Và mùa kinh doanh của DHC đã trở lại thì các bạn cứ yên tâm là đây là một cái doanh nghiệp mà có nền tảng cơ bản cực kỳ tốt và chu kỳ giá thì vẫn đang lên, chu kỳ giá vẫn đang lên thì đây là một cơ hội giao dịch tốt cho các bạn. Và cứ yên tâm nắm giữ đối với DHC. Còn đối với cổ phiếu thứ hai là cổ phiếu gì nguyên nhỉ? Long Hậu anh ạ. LHG. LHG có một đặc thù là đã book tất cả lợi nhuận có thể có về tại thời điểm quý 2, quý 1 và quý 2 rồi. Thì còn trong ngắn hạn của quý 3 á, quý 3 và quý 4 thì dẫn quý 5 á, thì nó sẽ đều đều thôi. Thì hiện tượng đó cộng với kết hợp là không có đột biến gì về lợi nhuận và cộng với hiện tượng là giá đang trong giai đoạn điều chỉnh và lực bán rất mạnh nha. Bán nè. Thì bạn sẽ thấy rồi, khi mà lực bán mạnh như vậy mà giá không tiếp tục tăng được nữa thì các bạn phải lưu ý là kết hợp kinh doanh đang là ở mức bình thường. Cộng với giá sụt giảm thì các bạn phải lưu ý là nó có thể nó thành là cái đảo chiều nếu có luôn. Nên đối với ai mà nắm giữ Long Hậu thì mình nghĩ là mọi người nên xác lập sẵn một cái vùng giá nào đó để mọi người nếu như nó chuyển biến xấu thì mọi người bán ra dứt khoát. Còn ok nó tăng thì vẫn là đẹp. Còn đối với DHC thì mình nghĩ là nó vẫn sẽ tăng mạnh đấy. Vâng, tiếp theo nhà đầu tư Diễm Kiều có một câu hỏi với một khu công nghiệp khác, đó là điểm mua cho cổ phiếu Nam Tân Uyên và ngoài ra là điểm mua cho cổ phiếu QNS ạ. Ok, thì sẵn tiện là mình sẽ review cổ phiếu nhóm bất động sản khu công nghiệp đi. Bất động sản khu công nghiệp thì nếu mà so sánh là bất động sản khu công nghiệp, cổ phiếu mạnh nhất của nhóm bất động sản khu công nghiệp là, để kiểm tra thử đây, bất động sản khu công nghiệp. IDC là bất động sản công nghiệp mạnh nhất trong thời gian qua và vẫn tiếp tục tăng, thì mình sẽ để cái phần ở dưới đây đi là IDC đi, xong mình sẽ kiểm tra hết tất cả cổ phiếu nhóm ngành
phiếu đó. Đây là cổ phiếu IDC, thì mình sẽ so sánh với lại các cổ phiếu trong ngành bất động sản khu công nghiệp để cho mọi người thấy là trong nhóm đó có các cổ phiếu đang mạnh, ví dụ điểm mốc của nó sẽ xuất hiện là ở vùng mốc của IDC khi vượt đỉnh là khoảng thời điểm tháng 9 đi. Ok, thì mình sẽ để thời điểm tháng 9 cho mọi người. Tháng 9. Rồi ok. Thì bắt đầu mình chuyển qua cổ phiếu khác. BCM này. BCM cũng đang tăng. Ok, đang mạnh mẽ. D2D. DD mọi người thấy là vượt đỉnh rồi đúng không? Vượt đỉnh lịch sử và đang hình thành đà tăng rồi. DD ok. HIP em có. IDC rồi. IDV thì cũng đang bắt đầu vượt đỉnh xu hướng, đang bắt đầu là xuống tăng sau quá trình tích lũy thành xu hướng. ITA cũng đang tăng mạnh, rồi nhóm KBC cũng vượt 50 rồi và đang hình thành đà tăng. Rồi LHG thì yếu. Nam Tân Nguyên, khi các bạn nhìn vô tất cả mọi thứ thì các bạn quay qua Nam Tân Nguyên bạn thấy sao? Yếu. Với cổ phiếu yếu trong nhóm ngành thì các bạn đừng nên nhìn. SSL mạnh, TIB cũng ở mức trung bình yếu, rồi GVR ở nhóm mạnh, ESC ở nhóm mạnh, NZ vấn đề thanh khoản, SIP thì bật lên nhưng mà thực ra SIP mạnh hơn so với lại NTC nhưng mà là ở mức là ở nửa cuối bảng xếp hạng. PR mạnh, PR mạnh. Đó thì khi mà tổng hợp lại, ví dụ DTD cũng đang mạnh luôn, thì khi bạn tổng hợp lại các bạn thấy là có khá nhiều cổ phiếu mạnh của nhóm bất động sản công nghiệp, và NTC hình như là chót bảng. NTC là chắc là một trong những cổ phiếu chót bảng của nhóm bất động sản công nghiệp, thì quy ra là đừng nên nhiều cổ phiếu NTC, cũng không nên nhiều cổ phiếu SHIP. Nếu các bạn đang tìm kiếm cơ hội như ngắn hạn nha, còn nói về đầu tư thì mình không bàn ở đây. Cơ hội giao dịch ngắn hạn thì có lẽ là mình nên xác lập một số cổ phiếu khác. Thì ở đây thì mình có chia sẻ, ví dụ ở đây thì mình có nhóm các cổ phiếu có trend mạnh của nhóm bất động sản công nghiệp đó. Ví dụ VGC đang mạnh nè, VGC đang hình thành xuống mạnh nè, VGC vượt cản trong thành xuống tăng giá mạnh nè, VGC nè, VHR nè, đang có xuống tăng mạnh nè. Rồi xong đến IDC thì cũng tăng mạnh rồi, đến HU4 nè cũng đang tăng nè. Rồi SNZ, DTD nè, đây là nhóm các cổ phiếu bất động sản công nghiệp và tăng mạnh nè các bạn. Nếu quan tâm thì ok, đây là một list hấp dẫn. Vâng, tiếp theo nhà đầu tư Thúy Hằng có câu hỏi về một cổ phiếu chứng khoán khác. Thì lúc nãy anh Văn cũng có nói ra một số cổ phiếu chứng khoán là đang đi vào xu hướng tăng mạnh, ví dụ như là VND hay là VCI hay là SSS. Nhưng nhà đầu tư Thúy Hằng cũng muốn hỏi là thế cổ phiếu HCM thì có khả năng mua mới không ạ? HCM như nhóm yếu đúng rồi. HCM thậm chí còn chưa vượt đỉnh nữa mà, HCM thậm chí còn chưa vượt đỉnh nữa, nên dẫn đến là HCM thuộc nhóm yếu nhất trong ngành, thuộc nhóm yếu của ngành chứng khoán luôn. Và dẫn đến là mọi người nếu mà giao dịch thì hãy ưu tiên những cổ phiếu mạnh nhất, tại vì nó mạnh thì khả năng nó tăng giá tiếp tục vẫn còn cao, còn nếu mà nó yếu thì nó chỉ ở tăng ở mức trung bình yếu của thị trường thôi. Thì nó là hỏi HCM mua được không, mình nói hay nhóm cạnh thì ok, nó vẫn tăng, nhưng nó tăng nó sẽ tăng không mạnh mẽ như cổ phiếu khác trong nhóm chứng khoán. Còn để mua thì ngay cản thì tốt nhất các bạn đừng nên mua, mà hãy chờ vượt cản đã test lại thì bạn nên mua, nó phù hợp hơn. Dạ vâng, tiếp theo nhà đầu tư Tiến Hùng có câu hỏi về điểm mua cho cổ phiếu HHV. Thì anh Văn đánh giá là tại thời điểm này thì HHV có điểm mua mới không ạ? HHV hôm nay các bạn mua được. HHV là một điểm bùng nổ để các bạn mua được. Tại vì nó có thông tin là, ví dụ hôm nay thông tin của HHV thì trên cái phần mà fan thì nó có cái phần thông tin của HHV là bộ công cái gì hồi nãy mình có đọc là đây để mình sợ HHV. Đúng rồi, HV tức đây, đúng rồi mình thấy là thông cơ chế tài chính
không phải. Ủa nó có thông tin hồi nãy là chờ mình một giây để mình check lại. Nó có thông tin khá hay đối với HV là Bộ Tài chính thông qua cái gì đó. Đây là Bộ Tài chính lên tiếng HV rộng đường chuyển sang nghĩa sàn HOSE. Tức là khi mà thông qua sàn HOSE rồi á, thì các bạn mới hiểu gì? Tiêu chuẩn của rất nhiều quỹ là phải niêm yết ở HOSE thì quỹ nó mới vào. Nên khi mà chuyển sang HOSE rồi sẽ có dòng tiền lớn vào đối với HV. Đó nên dẫn đến cú hích của HV là từ mặt cơ chế đó, cho đến cái thứ hai là về mặt là hiệu quả hoạt động này, cho đến ngành này là ngành được lợi đầu tư công này. Nên các bạn hãy thật sự quan tâm đến cổ phiếu HV. Xuống lớn thì vẫn đang mới bắt đầu sideways up thôi, xuống ngắn hạn thì bắt đầu phá cái cân giá đi ngang này để thành đà tăng, thì bạn hoàn toàn có thể là đây là một cơ hội tuyệt vời để các bạn bắt đầu follow và giao dịch cổ phiếu HV. Vâng, tiếp theo nhà đầu tư Mỹ Ngọc có câu hỏi về xu hướng của cổ phiếu Fecon và cổ phiếu CI ạ. FCN đang xuống tăng và chẳng thấy gì đang điều chỉnh. Và nếu mà dài hạn hơn thì có thấy là nó có cái vùng cản khoảng 2017-2018 nó rất là gần. Nó rất là gần nên hãy lưu ý đối với trạng thái này. Ý khi mà vùng cản nó quanh cách đây còn một giá rưỡi. Còn một giá rưỡi hãy lưu ý vùng cản này. Tại vì mình có hay check xong mình để sẵn cái vùng cản nó nằm trên đây là khi mình kiểm tra đúng tháng mình nhớ lên đó. Đối với FCN là lưu ý vùng cản này, thì nếu các bạn check ra các bạn thấy là nó sát cản quá thì các bạn thôi tốt nhất là nên chờ thật sự rõ sau câu chuyện chặn cản là gì. Tại vì tăng lên đà lên thì có khoảng từ 8-10% và chưa chắc tăng được, nhưng mà nếu mà chạm lên nó quay đầu phát các bạn sẽ dính stop loss khá nhiều. Là cổ phiếu FCN. Còn cổ phiếu CI thì sao? CI thì mới đầu bật lên từ đáy và nó có vùng cản là khoảng 25 năm, là trong vòng khoảng tháng 4 năm 2021 có. Thì các bạn nên chờ thật sự là giá phản ứng vùng cản này như thế nào. Và mình thấy là giá hôm nay thì bắt đầu phản ứng vùng cản này, có chạm lên 254 quay đầu này. Thì bạn nên lưu ý trạng thái này, dòng tiền thì vẫn đang có và đà tăng mạnh trong ngân hàng của CI có. Câu chuyện của CI cũng có luôn, cái gọi là catalyst của CI có luôn. Vấn đề là khi mà các bạn giao dịch ngân hàng, hãy chờ cái timing hoặc điều kiện giao dịch của mình nó chuẩn để bạn vào các bạn có thể lời được liền. Thì hiện tại cái điểm này các bạn vào rất khó, tức là 5 năm, một là vượt lên hẳn hay là quay đầu xuống hẳn. Thì bạn nên chờ thật sự rõ ràng ở cái điều này rồi các bạn hãy giao dịch với CI. Vâng, tiếp theo nhà đầu tư Hồng Hà có câu hỏi với điểm mua mới cho Đạm Phú Mỹ và BCG ạ. Đạm Phú Mỹ thì nãy mình review rồi là cái xu thế này sẽ vẫn tiếp tục tăng. Còn hỏi điểm mua mới không thì mình xin phép là hơi khó để trả lời, tại vì nó ở vùng sát cản của một cái chân tăng này nè. Những vùng cản của Bollinger Band này nè, thì rất khó để đưa ra là ở mua đây xong tăng tiếp hay là mua xong nó giảm về. Tức là trong ngắn hạn mình chỉ xác định đây là một cơ hội giao dịch theo xu hướng nó vẫn đang tăng và triển vọng của nó vẫn có. Còn cổ phiếu thứ hai Nguyên hỏi là gì nhỉ? BCG anh ạ. BCG thì đang trong giai đoạn là đà tăng mạnh có, câu chuyện về năng lượng có, và giá thì đang chờ điều chỉnh. Thực ra là mình chờ cái điều chỉnh của BCG này để giao dịch nó sẽ hấp dẫn rất nhiều. BCG mình đánh giá vẫn là một cái trend gì đó rất là mạnh mẽ và là một cơ hội giao dịch rất tốt. Thì việc của mình là chờ có quá trình điều chỉnh này xảy ra để mình có thể có cơ hội giao dịch đối với BCG. Thì mình đang chờ cái nhịp điều chỉnh này của BCG để mình giao dịch đó. Nên mình đánh giá đây là một trong những cổ phiếu mà có thể giao dịch tốt được. Các bạn nên chờ để mua hơn là được. Vâng, tiếp theo nhà đầu tư Kiên Đỗ muốn hỏi nhận định của anh Văn về xu hướng của cổ phiếu PVI và Masan ạ. Nếu PVI thì các bạn phải ngó các cổ phiếu khác trong nhóm ngành bảo hiểm. Ví dụ bảo hiểm thì mình vẫn nói là MIG đang xuống tăng rất 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 tốt luôn, và đến giờ thì MIG vẫn đang duy trì cái đà tăng giá đó. Cộng với cổ phiếu thứ hai là VMI,
thì vẫn đang xu hướng tăng giá, thì các bạn thấy là những cái mình vẽ như là nó vẫn là đang duy trì đà tăng giá của nó, các hộp nó chồng lên nhau. Rồi cổ phiếu thường hay gọi là đầu ngành là BVH thì cũng đang bắt đầu vượt cái vùng cản này nè để tiến lên cái vùng cao mới là trong năm 2021, thì đó đang cố gắng thôi, nhưng mà BVH là cổ phiếu yếu của nhóm. Rồi quay qua BVI thì mọi người thấy là đang trả điều chỉnh. Nếu mà so sánh với MIG hoặc BMI thì BVI yếu. Vậy quy ra là cơ hội giao dịch đối với nhóm bảo hiểm thì thực ra nó vẫn liên thiên về MIG, vẫn thiên về MIG và BMI hơn là so sánh với BVI. Mà BVI đang vùng điều chỉnh thì các bạn, nếu mà các bạn thật sự là hiểu về doanh nghiệp này và muốn đầu tư theo xu hướng của cổ phiếu này ấy, thì nên chờ một quá trình bật lại từ vùng hỗ trợ của BVI để các bạn follow. Vâng, tiếp theo là cổ phiếu Masan, thì anh Văn có thể đưa ra nhận định về xu hướng của cổ phiếu Masan không ạ? Đây là Masan, và Masan thì đang trạng thái là theo anh đánh giá là có nhiều catalyst từ liên quan đến việc bán MML cho một tập đoàn của Hà Lan. Thì hiện tại Masan đang cố gắng được là vượt cái vùng đỉnh mà đã thiết lập khoảng tháng 9 vừa qua, tháng 9 là tháng 10 và hôm nay. Thì hôm nay thì còn một quá trình là chạm cản xong rồi quay đầu xuống thì cũng hơi bất ngờ. Thì bạn cứ follow kỹ đi, cái cản mà nó chạm càng nhiều thì khả năng nó vượt càng nhiều, càng sẽ sớm vượt hơn. Thì bạn cứ follow cái cây Masan này kỹ, tại vì cổ phiếu MML nữa là cổ phiếu này sẽ bị bán cho một tập đoàn của Hà Lan. Thì MML là MCH nè, thì hoàn toàn các bạn thấy là cái trạng thái của các cổ phiếu thuộc nhóm ngành Masan đang là đi ngang và chờ một điểm bùng nổ. Thì nếu như điểm bùng nổ của Masan xuất hiện thì các cổ phiếu nhóm ngành này cũng tăng, và cái trạng thái của này thì khả năng là vẫn sẽ tăng đấy. Dạ vâng, nhà đầu tư Kim Duyên có câu hỏi về điểm mua mới cho Tiên Phong Bank và cổ phiếu chứng khoán VIX ạ. Tiên Phong Bank thì thực ra là giai đoạn này đang là giai đoạn buộc phải điều chỉnh, tại vì giá đã tăng một cái đoạn là rất là mạnh mẽ từ đầu tháng 9 đến giờ rồi. Thì giai đoạn này là giai đoạn cổ phiếu nên được nghỉ ngơi, gọi là nên được điều chỉnh để nghỉ ngơi, điều chỉnh để lấy lại cái sức bật của mình. Thì trong giai đoạn này thì tốt nhất các bạn nên là gì, nên chờ Tiên Phong Bank nghỉ ngơi xong đã rồi các bạn hãy giao dịch. Còn trạng thái hiện tại thì cổ phiếu Tiên Phong Bank là y như đang là chuyển từ leading trở lại suy yếu dần dần đó. Thì đối với Tiên Phong Bank, còn nhóm cổ phiếu thứ hai là VIX thuộc chứng khoán, thì các bạn thấy là đà tăng giá là rất mạnh, đà tăng giá là rất mạnh và mang tính chất penny, nên là cái đà tăng giá của VIX nếu mà so sánh ra trong nhóm chứng khoán thì VIX cũng là một thuộc là dạng là cơ hội gì rất là lớn. Thì hình thành trend thì có rồi, các bạn thấy là một cái chu kỳ giá nè, chu kỳ giá tạo đáy nè, vai là đầu vai nè, xong bật lên trở lại nè, các bạn thấy là vai đầu vai bật lên trở lại, thì cái đà bắt đầu từ điểm bật đó đến bây giờ thì từ vùng 21 cho đến bây giờ là 29 thì nó cũng tăng gần 50% rất là nhanh chóng rồi. Thì đối với cổ phiếu này thì nếu các bạn không mua đúng thời điểm rồi mà các bạn mua đủ theo thì cái rủi ro cũng có thể có là khi giá quay đầu nhanh thôi. Cơ hội giao dịch vẫn có nha đối với cổ phiếu VIX, nhưng mà điểm mua không xuất hiện. Vâng, tiếp theo nhà đầu tư Giang David có câu hỏi về xu hướng cổ phiếu KBC, một cổ phiếu khác ở trong nhóm ngành bất động sản công nghiệp, thì anh Văn có thể chia sẻ về xu hướng cũng như là điểm mua mới cho KBC không ạ? KBC ngay tại thời điểm này là công bố thông tin quý 3 lỗ và từ đó xong bắt đầu tăng giá. Thì mình đã review KBC rất nhiều lần và mình nói mọi người là cái chu kỳ giá này sẽ là một chu kỳ mạnh mẽ của KBC trong dài hạn. Và đúng là công bố tin xấu là lỗ, nhưng mà sau đó giá lại bật lên rất mạnh. Thế các bạn thấy là cái cuộc chơi này nó có vẻ là nó có cái gì đó rất là hay ở đây, và kỳ vọng của nhà đầu tư lớn rất là nhiều ở đây. Thì sau khi quá trình là bật lên, vượt cản và test lại thì cái trạng thái ngắn hạn của KBC đang mở ra rất là lớn và cái đà này không có đỉnh. Cái đà này hoàn toàn không có đỉnh ở phía trên. Nên như là xu hướng này là xu hướng rất mạnh mẽ. Thì quá trình là các bạn coi điều chỉnh trước đó là vuông cao, nhưng mà sau đó vuông thấp nè. Và hôm nay bắt đầu tăng lên trở lại thì vuông bắt đầu vượt so với những phiên trước. Thì bạn lưu ý là đà tăng giá này vẫn có
vẫn mạnh và hoàn toàn vùng này là vùng bắt đầu mua được, mua được tại vì chênh lệch khoảng từ 48 cho đến 50.5 thì nó quanh qua đâu đó khoảng 5%, hoàn toàn vẫn là trong giới hạn mua của bạn có thể cho phép. Các báo cáo của công ty chứng khoán thì đưa ra định giá khoảng từ 56 cho đến 6x đó, thì định giá của BC là như thế. Vâng, tiếp theo nhà đầu tư Huy Nguyễn muốn hỏi nhận định về xu hướng cổ phiếu BSR và cổ phiếu Lộc Trời ạ. BSR là một cổ phiếu mà mình review kỹ là và mình đánh giá là quý 4 sẽ là một quý là tiếp tục tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ của BSR. Do là hàng tồn kho quý 3 của BSR rất là nhiều và ở vùng giá thấp cho đến trong giờ hiện tại thì giá xăng sẽ vẫn tiếp tục tăng và nhu cầu xăng để phục vụ cho sản xuất, phục vụ cho nền kinh tế thì sẽ mạnh mẽ trong quý tư, nên dẫn đến là cái hưởng lợi của BSR sẽ rất là nhiều và dẫn đến là cái biên lợi nhuận của BSR trong quý tư sẽ rất là mạnh mẽ, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng giá. Thì khi mà mình quay lại thì mình thấy là điều đó được chứng minh là dòng tiền nó tự động kích hoạt để BSR vượt cái vùng đỉnh và BSR sẽ có một cái xu thế là tăng trưởng lợi nhuận thúc đẩy đã tăng giá, thì mục tiêu của nó có thể là quay lại đỉnh cũ là vùng 33.8. thì hôm nay thì có thông tin là BSR bắt đầu thay đổi tổng đốc thì mình chưa biết là cái điều này tích cực nó thay đổi theo trạng thái như thế nào, nhưng mình biết là ngắn hạn thì giá xăng nhiều khi là lại được điều chỉnh chuẩn bị tăng nữa, thì quy ra là cổ phiếu BSR lại được hưởng lợi nữa, thì mình thấy là cái vùng này đang là vùng điều chỉnh và các bạn hoàn toàn có thể là một cơ hội yêu dịch sẽ sớm xuất hiện với BSR thôi trong ngắn hạn. Ngoài BSR ra thì nhà đầu tư Huy Nguyễn cũng muốn xin hỏi nhận định về xu hướng của cổ phiếu Lộc Trời ạ. LTG thường á, nó không có đặc biệt, các bạn phải quan sát cổ phiếu nhóm ngành thuộc com á, thì thường không có tăng mạnh đâu, nó tăng vài phiên cái điều chỉnh, tăng một hoặc hai phiên là điều chỉnh, tại vì do là nhóm cổ phiếu upcom á thường là biên độ điều chỉnh nó rất là lớn, 15% lực, nên cho nên thường trong những phiên tăng giá mà các bạn mua thì thường các bạn không kịp tay cọc ba, nên là đối với cổ phiếu LTG thì các bạn thấy là một trend tăng khá yếu mang tính chất là tăng đều thôi, thì đừng bao giờ mua trong khi đẩy giá mà các bạn nên chờ những lúc mà nó tái tích lũy lại thì các bạn nên mua và sát vùng hỗ trợ của nó quanh là đường MA50, thì là vùng đó thì các bạn sẽ mua tích lũy nó và khi chờ những cái điểm bật tăng giá thì vùng bên trên là vùng các bạn hay chốt lời. Thì suy ra như vậy thì các bạn thấy là ngắn hạn thì bên Lộc Trời đang trong vùng chốt lời hơn là mua vào. Vâng, nhà đầu tư Huy Đức có câu hỏi về xu hướng của cổ phiếu HV và SPT, thì HV anh Văn cũng đã chia sẻ nhận định của mình là phiên hôm nay là một phiên breakout rất là tốt của HV rồi, thì liệu anh Văn có thể chia sẻ quan điểm về cổ phiếu SPT không ạ? SPT thì nó có một cái trạng thái như vậy. SPT vừa công bố kết quả liên quý 3 và mọi người thấy là lợi nhuận tài chính của SPT tăng mạnh, thúc đẩy cái quý 3 của SPT tăng mạnh đúng không? Vấn đề là câu chuyện nó có bền không? Còn mình thì mình thấy là ok, nó có đủ biến lợi nhuận từ đầu tư tài chính cũng tốt, và nếu mà trạng thái ngắn hạn thì các bạn thấy là đây là một cái có thể là một chu kỳ giá mới hình thành, khi vượt đỉnh 2020 nè, bắt đầu vượt đỉnh 2021 nè, thì các bạn thấy như vậy xong thì các bạn quay ra bắt đầu vượt thì để đây sẽ là một cái điểm mốc để các bạn follow theo trend. Thì và cứ follow theo xu hướng này đã hình thành, tại vì nó mới bắt đầu hình thành dòng tiền nè, mới bắt đầu tăng giá nè, nên là lúc này là lúc các bạn có thể tham gia cuộc chơi cùng với nhà tạo lập được. Nếu như nhà tạo lập thật sự muốn là một cái chu kỳ tăng giá mới xuất hiện thì nó sẽ tiếp tục đẩy giá, thì các bạn đây là vùng mà các bạn bắt đầu là có thể tham gia đối với SPT được. Dạ vâng, tiếp theo nhà đầu tư Tuyết Nguyễn có câu hỏi là một câu hỏi khá là hay, là nếu ANV về 36.5 thì có thể gia tăng tỷ trọng và giữ được không? Vì hiện tại là PE hiện tại đã gần 30 rồi và hiện tại là có nên tiếp tục giữ ANV tới ngày chia cổ tức không ạ? Thì anh Văn có thể chia sẻ quan điểm của mình với cổ phiếu ANV không ạ?
ANV thì mình có follow cái trend này, thì mình nhớ là cái đà tăng giá ngắn hạn của ANV đang bắt đầu, thì mình có xác định đây, và mình đã nhớ là cái đà tăng giá này sẽ tiếp tục nha, đà tăng giá ngắn hạn sẽ tiếp tục đối với ANV. Còn khi mà các bạn hỏi về định giá cơ bản á, thì ở trong một cái buổi hôm nay thì nó không đủ, nhưng mà mình vẫn sẽ kiểm tra cho các bạn sơ sơ đi. Tổng quan doanh nghiệp thì các bạn lên trang đi stock của VND này, các bạn sẽ thấy là nó có thông tin về kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, thì các bạn kiểm tra là EPS có 1.200 thôi. Rồi các bạn coi những cái phần này thì các bạn thấy là những cái thông số về điểm số của ANV nó không tốt, nó 3.85 mà. Và nếu như các bạn thấy là ok nó không có rồi, vậy các bạn sẽ phải làm gì? Điểm tích cực của nó xuất hiện từ đâu? Điểm tích cực của nó, các bạn bắt đầu coi 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 bản danh là trong, ví dụ riêng trong quý ba rồi nó có cái gì không, riêng quý ba rồi nó có gì không, không có gì luôn. Để so với nghiệp lỗ, vậy đà tăng giá đến xuất phát từ đâu? Đà tăng giá này xuất phát từ, mình sẽ bật một cái link cho các bạn coi. Đà tăng giá này sẽ xuất phát từ là, chờ mình xíu, mình bật cái link ra. Đà tăng giá nó xuất phát từ cái này, là giá thực phẩm tại Trung Quốc đang tăng chóng mặt, nên dẫn đến là mọi người kỳ vọng vào việc là xuất khẩu lương thực phẩm thủy sản các kiểu vào thị trường Trung Quốc sẽ tăng. Nên đối với nhóm thủy sản thì các bạn sẽ thấy là, do các bạn hỏi AGV thì mình review nhóm thủy sản luôn, thì có rất nhiều cổ phiếu nhóm thủy sản sau cái tin nó thì bắt đầu đang tăng giá, sau tin nó thì bắt đầu đang tăng giá, như FMC nè, như là VHC tiếp tục đẩy tăng giá mạnh nè, rồi MVC nè đó đẩy tăng giá mạnh nè, rồi thậm chí CMS nè, xe liên tục nè đó. Thì khi như vậy xong, các bạn thấy là nhu cầu có, vậy việc của bạn kiểm tra tiếp theo là ANV có xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc hay không, thì nó liên quan đến việc các bạn đi chi tiết và phân tích báo cáo tài chính, chi tiết hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để các bạn đánh giá được. Còn mình thì trong ngắn hạn thì trong cái buổi hôm nay thì mình không không có làm cái chuyện đó cho mọi người nên tự kiểm tra phần đó, thì mình chỉ đánh giá xu hướng thôi, xu hướng mà nhóm ngành thủy sản có, và đặc thù là mạnh nhất sẽ là CMS, mạnh nhất sẽ là CMS trong ngắn hạn nha, tại vì VHC thì đã tăng một đoạn thời gian rồi, nên là mình sẽ ưu tiên CMS nhất. Về mặt giá thì bạn, nếu mà các bạn đầu cơ giá thì bạn ưu tiên CMS hơn. Còn ANV thì mang tính chất là như bạn vừa nói B 30, thì bạn phải kiểm tra thêm thông tin support cho cổ phiếu ANV là nó có xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc hay không. Nếu có và nó kỳ vọng về lợi nhuận nó sẽ tăng rất là mạnh, hoặc là kỳ vọng vào việc là hoạt động kinh doanh trong quý 4 sẽ đột biến về lợi nhuận ấy, thì nó mới kéo cái BE nó thấp trở lại được. Đó là câu trả lời của mình về ANV và nhóm thị sản. Và tiếp theo nhà đầu tư Thảo Đinh có câu hỏi về điểm bán cổ phiếu OI ạ. Oi à? Oi thì vẫn đang trong xuống lên mà không có điểm bán. Thực ra là oi vẫn đang dòng tiền đang vào, và chu kỳ giá của oi đang bắt đầu hình thành. Chu kỳ giá của oi mới đâu là hình thành là nguyên giá vượt đỉnh trong năm 2021 nè, đang bắt đầu hình thành đà tăng này, thì việc của mình là nên nắm giữ cổ phiếu mà nó đang hình thành đà tăng này hơn là mình giao dịch ngắn hạn và chốt lời rồi mình mua lại hỗ trợ sau. Đà tăng này đang xuất hiện thì bạn cứ nắm giữ thôi. Vâng, tiếp theo nhà đầu tư anh Tuấn có câu hỏi về xu hướng nắm giữ với cổ phiếu PGC ạ. BGC là nhóm khí ga, thì trong nhóm khí ga thì mình nói là ví dụ BGC nếu mà xét về mô hình giá nha, thì là cổ phiếu đang trong vùng điều chỉnh thì đã chạm hỗ trợ và vật lên, hỗ trợ là đây và đang hỗ trợ vật lên, vậy các bạn bắt đầu là follow được, thì vùng điều chỉnh nó xảy ra là hiện tượng là thanh khoản thấp thì ok cổ phiếu này vẫn được. Nhưng mà nếu như các bạn là người mà gọi là kết hợp giữa fundamental với lại xuống giá, thì các bạn phải tập trung vào cổ phiếu độc quyền của ngành là gas, tại vì đây là trong một xu hướng mà giá khí ga đang tăng mạnh ở trên toàn cầu, và các bạn kỳ vọng vào doanh nghiệp Việt Nam cũng sẽ hưởng lợi, thì các bạn phải tập trung vào hàng độc quyền của nó là ai, độc quyền của nó là khí ga, khi cung cấp cho rất nhiều nơi, thì khí ga mà liên quan cổ phiếu ga độc quyền thì thằng này sẽ tạo ra lợi nhuận nhiều nhất, và dẫn đến là cái đà
đà mà mình có thể hiểu biết được là đà tăng giá của gas nó sẽ ấn tượng hơn so với cổ phiếu khác. Đó là cái chia sẻ của mình về cổ phiếu nhóm ngành khí ga và gas. Vâng, tiếp theo chúng ta có câu hỏi đó là có nên cắt lỗ DGC nếu mua ở giá 163 không ạ? Vậy quy ra câu hỏi câu sau phải tiếp xúc thêm là các bạn giao dịch vì phong cách của bạn giao dịch gì? Vì đơn giản DGC là một cổ phiếu sao? Nền tảng cơ bản cực kỳ tốt và có gọi là thiên thời của DGC đang tới. Giá phút pho vàng vẫn đang duy trì ở mức rất là cao và có nhiều câu chuyện kinh doanh của DGC vẫn tiếp tục. Nhưng nếu như ngắn hạn, các bạn chỉ là người giao dịch cổ phiếu thôi, tức là mua bán theo trạng thái giá cổ phiếu thôi, thì thật sự là rất là rõ là đây chạm cản đúng không? Đây chạm thì các bạn hoàn toàn sẽ có gì? Đây là những vùng cản có thể có của DGC. Nếu bạn cứ chạm cản các bạn bán. Nhưng nếu như các bạn follow theo xu hướng lớn của DGC, thì ví dụ ở đây là một cái trạng xu hướng lớn của DGC, thì các bạn thấy là xuống này vẫn sẽ tiếp tục tăng do là thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ của DGC trong tương lai. Đó thì vấn đề là các bạn thuộc style giao dịch gì thôi. Mình chia sẻ như vậy để các bạn hình dung và các bạn hiểu khi mà tiếp cận cổ phiếu. Dạ vâng, tiếp theo nhà đầu tư Huy Lê có câu hỏi về điểm mua cổ phiếu PAN. Thì lúc nãy anh Văn cũng đã chia sẻ quan điểm về cổ phiếu PAN là một cổ phiếu tăng giá rất là tốt và sẽ tiến tới cái mức tiếp theo, đó là mức đỉnh cũ 45. Tiếp theo nhà đầu tư muốn hỏi về tiềm năng tăng giá của cổ phiếu PAO ạ. Thì anh Văn có thể chia sẻ quan điểm về xu hướng của PAO không ạ? PAO, nhìn vào đồ thị lớn thì các bạn thấy PAO vẫn đang trong vùng trading range, chưa vượt ra, chưa thành cái xu hướng của nó và đỉnh của nó trong 2011, 2021 vẫn còn. Thì dẫn đến là cái cơ hội dịch của PAO nó chưa xuất hiện. Khi mà cơ hội về dịch của PAO chưa xuất hiện thì tốt nhất là mình nên nghỉ ngơi. Mình nên đi kiếm cơ hội giao dịch khác nó hấp dẫn hơn. Chứ PAO hiện tại không phải là cơ hội giao dịch của mọi người. Vâng, câu hỏi cuối cùng của chương trình ngày hôm nay đó là câu hỏi về cơ hội điểm mua mới cho các cổ phiếu Hòa Phát và Techcombank. Thì lúc nãy anh Văn cũng đã có chia sẻ quan điểm về ngành ngân hàng cũng như là cổ phiếu Techcombank rồi. Thì anh Văn có thể chia sẻ thêm một chút cho nhà đầu tư về cổ phiếu Hòa Phát cũng như là một ít về ngành thép không ạ? Hòa Phát thì vùng điều chỉnh, và nếu mà xét về cổ phiếu hưởng lợi nhất của việc là thực hiện đầu tư công, thì trong đó có nhóm vật liệu xây dựng, và chắc chắn là phải nói đến Hòa Phát. Và lợi thế cạnh tranh lớn nhất của Hòa Phát là doanh nghiệp hàng đầu của ngành thép, có thị phần cao nhất và có biên lợi nhuận cực hấp dẫn nhất. Nên nếu mà về tích sản dài hạn, đầu tư dài hạn Hòa Phát được, nếu mà giao dịch ngắn hạn Hòa Phát được, thì nói câu chuyện là Hòa Phát các bạn có thể mua và nắm giữ và mua đều vẫn được. Vậy nên Hòa Phát không có gì xấu ở trong đây về kịch bản dài hạn, trung hạn, ngắn hạn hết. Nên đối với Hòa thì các bạn hoàn toàn mua được vùng này. Dạ vâng, em xin cảm ơn anh Văn vì câu trả lời về Hòa Phát vừa rồi, và đó cũng là câu trả lời cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Trước khi được kết thúc chương trình thì em cũng xin phép được chia sẻ với cả các nhà đầu tư khóa học hiện tại của VN Direct đang dành cho các nhà đầu tư. Thì như em cũng có nói đầu chương trình, khóa học D-Trade là khóa học giúp các nhà đầu tư có thể nâng cao cái khả năng giao dịch của mình. Thì em xin phép được để đường link ở trong phần chat, như các nhà đầu tư có thể thấy ở đây, đường link Academy, để có thể tìm hiểu thêm về cái khóa học giao dịch này ạ. Ngoài ra thì VN Direct cũng có các khóa học khác, đó là khóa D-Go Life là giúp các nhà đầu tư có thể hoạch định tài chính cá nhân với mô hình tháp tài sản của VN Direct. Khóa D-Go D-Stock giúp các nhà đầu tư có thể học cách để tìm hiểu, phân tích doanh nghiệp, đưa ra cái quyết định đầu tư chính xác. Khóa nền tảng chứng khoán chuyên nghiệp giúp các nhà đầu tư có những cái trang bị kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoán. Và khóa D-Go D-Well là cái khóa giúp nhà đầu tư tự xây dựng được một cái bộ công cụ của tư duy đầu tư và có những cái công cụ quản lý tài chính cũng như là tư duy đầu tư một cách rất là hệ thống. Thì các nhà đầu tư có thể dùng điện thoại để quét mã QR code ở góc bên phải màn hình để tìm hiểu thêm về các khóa học hiện tại của VN Direct ạ. Dạ vâng, em cũng xin cảm ơn các quý nhà đầu tư đã quan tâm, ủng hộ và theo dõi chương trình Nhịp Độ Thị Trường ngày 9 tháng 11 ngày hôm nay. Em cũng xin cảm ơn anh Văn vì những chia sẻ rất là thiết thực đối với các nhà đầu tư, cũng như là trả lời các nhà đầu tư rất là tận tình, cụ thể về các câu hỏi, những thắc mắc ở trên thị trường, diễn biến thị trường, xu hướng của một số nhóm ngành hay là cổ phiếu tiêu biểu.
Xin chào và hẹn gặp lại ạ. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp quý vị có một quyết định đầu tư chính xác. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của VN Direct và hãy bấm nút chuông để nhận những thông báo mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.